Rồi, chào mừng anh em đến với số tiếp theo trên kênh của tôi. Ở tình huống đầu tiên, chúng ta có thể thấy rằng là một thanh niên đang điều khiển một chiếc xe vượt qua một con sông, con suối. Rồi, rất là may mắn là thanh niên đã ngoi được lên rồi. Tôi thấy không? Cái tình huống này rất là nguy hiểm anh em ạ. Đấy, đôi khi là một chút liều lĩnh thôi nhưng mà để lại hậu quả khôn lường luôn. Cái gì đây? Tiếp theo sẽ là cái gì đây? Rồi, xâm là tuyệt vời rồi, dính với nhau rồi. Tiếp theo sẽ là cái gì đây? Đây là một khúc đường đèo và chúng ta sẽ cùng theo dõi xem điều gì. Xoài, ui quả xe con kia là con gì mà to thế anh em nhỉ? Thế là cụ này là cụ dính vào mồm rồi, chắc là méo mồm rồi, đấy méo mồm rồi, cũng siêu xe đấy chứ phải không anh em? Ok, tiếp theo sau đây sẽ là cái gì đây? Một đèn xanh đèn đỏ. Cái này nó không phải ở Việt Nam đâu anh em nhỉ. Ông này ông ấy dừng đèn xanh mà ông lại vượt đèn đỏ anh em ạ. Vượt đèn vàng giống mấy ông ấy ở Việt Nam luôn. Đề ba để vượt đèn vàng. Rồi, tiếp theo đây là cái gì? Đây là một tuyến đường cao tốc. À, anh dẻ lên rồi. Tuyệt cả là vời. Thế là sedan thành hatchback luôn rồi. Đấy, mấy ông ở Việt Nam cứ rúi như thế này nhá. Đấy, học đây là cũng là một bài học cho các ông này. À, ra đường mà cứ thích rúi là trước đầu kéo với cái container là sedan nó thành hatchback như thế này luôn đấy nhá. Tuyệt vời không? Ừ. Tiếp theo sau đây, quay trở lại với Việt Nam và chúng ta sẽ có cái gì? Ui, quả barrier gì sao nó tròn với lại cong thế này? Được đây, quả barrier như thế này là không biết là ở đâu ấy nhỉ? Không biết là barrier nắp ở đâu mà có quả barrier với lại cong và lại tròn đến thế như không biết được. Hey. Rồi, cùng đến với tình huống tiếp theo sau đây. Vâng, hai anh xi nhan. Ôi giời. Rồi. Tuyệt vời, thế là mỗi ông một ngã. Hai ông xi nhan, một ông xi nhan trái, một ông xi nhan phải, thế là hai ông gọi là xoay vòng tròn luôn. Tiếp theo sau đây. Rồi, một em gái đang dừng xe giữa đường chờ đèn xanh đèn đỏ. Đấy, đẳng cấp nó phải là như vậy. Cũng là gọi là chấp hành luật pháp, thế nhưng mà nó cũng không đáng kể lắm anh em ạ. Đấy, dừng xe giữa đường để chờ đèn xanh đèn đỏ luôn. Là chị em nó ra đường nó vẫn là một cái gì đấy, nó là gọi là đẳng cấp mà anh em chúng ta luôn luôn phải lễ phục coi. Không thể nào mà hiểu nổi luôn. Thấy chưa? Giữa dòng người tấp lập là một mình ta cứ vô tư gọi là đứng đấy chờ đèn đỏ thôi. Lạ lùng lắm anh em ạ. Thôi các anh em, không biết là vợ của anh em nào hay là người yêu của anh em nào thì đón về gấp nha. Đấy, cho xem đi xem lại để anh em thấy được rằng là chị em nó đẳng cấp đến mức độ nó như thế nào. À, tôi thì tôi cũng bó tay chấm com rồi, không còn cách nào để mà giải thích được nữa rồi. Rồi, tình huống tiếp theo sau đây. Ai dạ, cả hai top cop cơ, chúng ta đang múa. Ôi, dẻo chưa? Ôi, nghệ chưa? Rồi, ấy trời. Có nghe là đã trốn lên đến tận rừng để gọi là nhảy rồi, thế nhưng mà vẫn bị người anh em này phát hiện ra. Ôi, ngại quá, ngượng quá anh em ạ. Cũng xinh xắn đáng yêu đấy, trốn mãi trong lên rừng thấy chưa. Hai top top của cơ chúng ta đang thể hiện một cái điệu nhảy cực kỳ là lôi cuốn đấy, và bị người anh em này là phát hiện ra rồi, ngại quá cơ. Rồi, tình huống tiếp theo sau đây chúng ta sẽ có cái gì đấy? Sai. Vâng, thấy chưa? Quả không đóng thùng container, và anh em thấy rằng là cái hậu quả mà khi không đóng thùng container nó sẽ như nào anh em có thể nhìn thấy không? Đấy, chỉ gọi là ẩu một xíu thôi là mọi thứ nó đều xảy ra một cách gọi là bất thường luôn. Rồi, tình huống tiếp theo. À, loi nhoi đây rồi. Rồi này thì loi nhoi này. Đấy, dí cho một phát là mặt này nghẹt ra ngay, hiểu không?
mấy anh em ở Việt Nam có thực hiện được cái pha như này không? Đấy, cứ phải dạy cho nó bài học noi nhoi này, gọi cảnh sát giao thông ra là không lo đâu, mình đi đúng đúng phần đường mà. Rồi, cái gì đây? Cùng theo dõi xem. Rồi, một anh gọi là Xanh SM. Úi giời, quả chuyển làn mà ối trời ơi luôn anh em ạ. Chuyển hướng, chuyển làn mà dối ối trời ơi luôn. Từ làn phải đấy mà chuyển sang tận bên kia như thế kia thì đúng là khó đỡ thật luôn anh em ạ. Mà chuyển làn không thèm quan sát gì luôn đấy. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi một tình huống nữa, xem điều gì sẽ xảy ra với một cái pha như thế này. Cùng theo dõi xem. Awesome! Tuyệt vời! Còn một pha đảo lái này là rất là tốn kém anh em ạ. Không hiểu là cụ container kia là cụ không làm chủ được tốc độ hay là cụ như thế nào mà cụ lại có quả oánh lái sang. Lẽ ra oánh vào đít xe buýt kia thì là cụ đỡ tốn kém hơn một tí. Cụ đánh sang xe con này bay hết cả nắp cabo này là tốn tiền rồi. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ có gì đây? Đây là một tuyến cao tốc nào đó ở bên nước ngoài. Tung của hả? Không phải tung của. Rồi, một lại một pha gọi là chuyển làn của một chiếc xe đỏ và chúng ta sẽ cùng xem. Xoay tuyệt cả là vơi. Đấy, mình lại lấy thân mình để gọi là chèn bánh cho container thế này thì ngon nghẻ quá chứ còn gì nữa. Rồi, đấy, mấy ông ở Việt Nam cũng cái kiểu như thế này, mấy bố xe con này này cũng kiểu như thế. Nào, đấy, u nhu du linh hồng quang à, lên dốc. Rồi, rồi, không đủ đà, không lên được. Rồi, động cơ yếu quá. Rồi, phải kiểu này lại phải xả bớt gọi là trọng tải thôi. Đường, mặt đường hình như là vừa mới bị dội nước xong nên là không đủ ma sát để bám đường. Rồi, xả tải xuống đi, hạ bớt người xuống. Rồi, chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo sau đây. Sẽ có điều gì xảy ra? Tôi thấy là cụ này là cụ này đi kiểu gì mà cụ này cứ lánh sang một bên thế này. Quả xe đằng trước xe lại bẹp rúm bẹp gió vào thế kia. Chắc là lại vừa dính quả đòn ở đâu rồi, thấy bẹp rúm bẹp gió vào thế kia anh em ạ. Quả SUV lại thành hatchback luôn thế này thì cũng va chạm cũng không phải là đơn giản đâu. Rồi, tiếp theo sau đây. Rồi, hai ông container, hai ông công techner, mỗi ông một làn đường. Hay là đi cứ rong rong thế này, không biết đi bao lâu. Cái gì nữa đây? Hai em, ui giời, chú đẹp trai thế nhỉ? Ê, anh em mình làm tí hay? Ui giời, anh là thế giới thứ ba mà. Nhưng mà anh thông cảm, em có vợ con nha, vợ con em đang ở nhà rồi, anh rất hết sức thông cảm cho em nhé. Đây là một người anh em lái taxi, đây là không may gặp phải gọi là một thanh niên gọi là thế giới bên thứ ba, nhất quyết là cứ đòi chuyển khoản một củ để gọi là tình cảm một tí, nhưng mà tội đủ vừa thôi chứ anh em thông cảm. Đời lái xe nó đã vất vả ra gặp phải đúng những cái thành phần như thế này, đúng là ối trời ơi thật luôn anh em ạ. Rồi, rồi, mù mịt luôn. Úi giời. Đấy, anh em thấy là đi gần những cái xe tải lớn mà đặc biệt là đi qua trời thời tiết mưa gió này, anh em hết sức cẩn thận nhá. Không vững tay lái là thôi, phát đấy lại ăn đòn rồi. Cùng đến với tình huống tiếp theo sau đây. Rồi, xin nhan rồi. Rồi, quả tập lái 88A 858480. Hey. Chúng ta sẽ đến với tình huống tiếp theo sau đây. Tại một nơi nào đó của tung của. Sai. Không biết là phải tung của không? Tung của hay là của Việt Nam? Như Việt Nam anh em ạ. Quả Linzalit. Tôi tưởng là tung của nhưng không phải. Nhưng mà ở Việt Nam có phố nào mà đẹp thế này nhỉ?
Rồi, tiếp theo sau đây chúng ta sẽ có gì đây? Ôi trời. Ôi trời, trời mẹ ơi. Một mẹ lái xe không hiểu là mẹ tại sao mẹ lại chạy sang cái phần đường ngược chiều, xong mẹ đã thấy cái xe lúc nãy nó lại còn chói mắt nữa chứ. Ôi trời ơi. Không biết là mẹ rẽ đi đường nào mà xong rồi mẹ lại dừng ở phần đường ngược chiều, xong rồi lại còn bật đèn pha lên như thế này thì không thể đỡ được anh em ạ. Tí nữa thôi là tôi toàn luôn anh em ạ. chịu thật sự luôn. Chúng ta sẽ cùng đến với tình huống tiếp theo. Chuyện nan này. Xời, không có tín hiệu nào luôn. Không có tín hiệu luôn. Ui giời, oanh phát 1, 2, 3 3 làn luôn. Đẳng cấp đấy. Chuyển làn như thế này thì không sớm thì muộn thì lại thành chuyển cứu mất thôi. Bó tay chấm com. Nào, tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một thành phần ngu người tiếp theo. Cùng xem điều gì sẽ xảy ra. Rồi. Ôi trời ơi. Mẹ ơi là mẹ ơi. Quả xi nhan trái thế nhưng mà lại chuyển làn sang bên phải mà. Ôi trời ơi luôn, không thèm ngó nghiêng. Ôi, đẳng cấp luôn. Một tình huống tiếp theo. Tại một barrier đường tàu. Cái này là mấy ông Việt Nam là hay ăn lắm đây này. Mấy ông Việt Nam hay kiểu gọi ấy lắm đây này. Rồi, barrier hạ xuống rồi. Barrier hạ xuống rồi. Và tàu có lẽ là sắp đến rồi. Nhưng mà cái đoạn đấy thôi anh em thông cảm cho tôi nha, hết sức gọi là nguy hiểm. Rồi, tiếp theo sau đây là chúng ta sẽ cùng đến với một cái tình huống nữa. Cùng xem điều gì sẽ xảy ra ở đây. Vượt rồi. Đây cũng được coi là vạch liền cấm vượt đấy chứ nhỉ. Nó không phải ở Việt Nam đâm ra là mình cũng không hiểu được. Nó có cả rào chắn như cấm vượt cơ mà. Ui. Mấy bố này thì cũng ẩu không khác gì mấy bố ở Việt Nam đâu anh em ạ. Rồi, cùng đến với tình huống tiếp theo sau đây. Chúng ta sẽ có gì ở đây? Ôi giời ơi, ôi. Ông này ông ấy ông này ông ấy gây va chạm xong rồi ông bỏ chạy đây. Ông ấy lôi theo nguyên cả con xe máy đi nữa kìa. Rồi, rất nhiều người đuổi theo. Không biết là ông này ông ấy điều khiển xe như trong tình trạng kiểu gì thế nhưng mà ông ấy để gọi là xảy ra va chạm nhưng mà ông ấy đùn luôn cả chiếc xe máy đi luôn cùng luôn. Cùng đến với tình huống tiếp theo. Ôi ôi, lại nó một thằng lão phẳng đi ngược chiều rồi nháy xong rồi chạy ở làn tốc độ cao nhất. Nháy lịa luôn như thế này. Là não này không có nếp nhăn nói thì nữa. Tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một pha xử lý hết sức là cồng kềnh của một tài xế. Đây, lắc rồi, đảo rồi. Và xem là điều gì sẽ xảy ra ở đây. Hình như là buồn ngủ anh em ạ. Có vẻ như là buồn ngủ và tôi thấy là đang lảo đảo rồi. Nguy hiểm quá. Lảo đảo như kiểu đúng là buồn ngủ thật đấy anh em ạ. Ôi ôi. Rồi, vượt lên rút vào. À, rồi dí cho một phát luôn đi hơn đi nữa. Rồi đấy, cùng theo dõi tình huống tiếp theo sau đây. Rồi, vỉa luôn. Cay rồi đấy, cay rồi. Xôi. Ngon chưa? Đẹp chưa? Cùng đến với tình huống tiếp theo nữa nào.
quả đầu kéo lại chơi quả của anh quả. Có dính không? Hình như là hắn ấy, của anh quả hắn ấy mở góc lái để vào cua. Đúng là phải phát này thì đường nó hẹp như thế này thì bắt buộc phải mở, nếu mà không thì ăn vào mấy cái dãy xe bên kia thì là cũng mệt đúng không anh em. Nhìn thấy người ta như thế rồi thì mình tốt nhất là mình cũng le lé, xe nó dài như thế này cơ mà. Rồi chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống tiếp theo sau đây ở huyện Văn Lâm. Rồi một cơ số xe gọi là ngập lành phanh nhờ, nước sâu như thế này cơ mà. Năm nay ở miền Bắc, ở Việt Nam thì đúng là ngập khắp nơi anh em ạ. Đặc biệt là các vùng núi phía Bắc. Cái gì đây? Ai già, toàn các gọi là cua rơ đóng tít lự rồi. Đùa. Đường không biết không phải ở Việt Nam đâu, nhưng mà quả chạy tốc độ này là cũng hờn đấy, không phải đơn giản đâu. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống tiếp theo sau đây. Rồi một ông vái ớt đang xào chẻ. Quả hai ông container là cứ đi, hai ông xe tải, một ông container, ông xe tải cứ thong dong thế thôi. Thích xào chẻ thì cứ xào chẻ thôi. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tình huống tiếp theo sau đây. Nhập lan. Vâng, đúng rồi, nhập đi. Cứ nhập kiểu đấy, không có tín hiệu, xong rồi chuyển liền một lúc 3-4 làn liền. Nhập như thế nó mới nhanh nhập quan anh em ạ. Rồi, chúng ta sẽ đến với đồng chí lái một chiếc Vin. Chắc là lái xe dịch vụ. Biển vàng thì chỉ dịch vụ thôi. Nhưng mà tôi chả hiểu là ông kỹ năng ông ngày xưa ông đi học có hành ông học lái xe kiểu gì mà ông ấy chọn cái chỗ quay đầu đúng cái chỗ mà vừa vướng xong lại còn dính cả cái cột điện đằng sau nghe. Mà ông ấy vẫn cố để ông dí vào để ông quay đầu. Đây anh em xem cái cách mà ông quay đầu, không biết là đến bao giờ ông ấy thoát ra được khỏi cái gọi là cái điểm này. Đây là tôi đã tua nhanh rồi nha, là vừa khó lại đúng là cái gì nó khó thì nó cũng sẽ cần phải có thời gian đúng không. Ok, cảm ơn tất cả anh em theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong các video tiếp theo.